Hình thái Bayform của Revive là sự kết hợp giữa Revive Driver cũng như con ấn T-Rex. Nó đã giúp anh chuyển hóa thành Revy và chuyển hóa vai trở thành Kamen Rider Vai với hai phong cách thiết kế cực kỳ khác biệt nhau. Tạo hình của Kaoru Revive bao hàm màu hồng, xanh và tím neon. Tất cả chúng được phủ khắp trên người của Revive như những vệt sơn được chiếu khắp trên người của anh. Cơ thể thon gọn và đơn giản, phần nào đó cho chúng ta thấy được sự linh hoạt trong khả năng chiến đấu. Điểm đặc sắc nhất của Revive là phần ngực của anh có biểu tượng T-Rex, biểu tượng con ấn đặc trưng mà sức mạnh Vistom mang lại, kết hợp với gương mặt, một chiếc mặt nạ tạo hình của con khủng long với hàm răng sắc nhọn, phần nào đó là đèn nghe ra để gầm kẻ thù, nhưng phần nào cũng thể hiện nụ cười ma quái của một con ác quỷ, đôi mắt to màu đỏ thể hiện phần nào bản chất của bộ phim, nhưng hoàn toàn trái ngược với nó là phong cách thiết kế của vai. Bản chất vai đã là một bộ suit đen, tông màu đen và thiết kế đặc trưng đôi mắt xanh dương của vai hoàn toàn đối ngược với tạo hình của Ikki, tạo hình Carvero vai để là những điểm nhấn hoàn toàn khác. Nó không phải là một bộ giáp đơn giản và thon gọn, nó giống như những mảnh giáp được gắn trực tiếp trên người của ác quỷ vai. Những phần gai góc, phần nào đó được bó buộc lại, thể hiện phần nào tính cách của vai trong trạng thái này. Không quá hoang dã và tàn độc như một ác ma, mà giống một chiến binh bảo vệ con người bằng sức mạnh của ác quỷ hơn. Giáp với tông màu chủ đạo là hồng và đen khá chấp phá. Driver cũng không có, chỉ là một chiếc dây nịt với một mặt dây không có bất kỳ biểu tượng nào. Phần ẩn vai stun với biểu tượng T-Rex của vai có hơn nhiều so với Revive. Phần đầu của vai cũng khá hài hước khi được quấn quanh đó là một chiếc khăn tròn cổ, đầu T-Rex gắn trực tiếp lên đầu của vai, giống hệt một chiếc mũ cao su gắn lên đầu của ác quỷ. Và trong miệng của nó chính là gương mặt của vai, với những chấm tóc của vai hệt như là hình dạng răng của T-Rex. Một thiết kế mặc dù đơn giản nhưng cực kỳ thú vị. Trong trận chiến đầu tiên, cả hai Rider đã chiến đấu đơn lẻ, nhưng khả năng đặc biệt nhất của Revive và Vai chính là khả năng phối hợp tác chiến. Cả hai sẽ phối hợp nhuần nhuyễn hơn với nhau trong những trận chiến sau này, với phong cách chiến đấu hài hước và vui nhộn của Vai, cũng như sự nghiêm túc và kỷ luật đến từ Ikki. Khả năng mang lại từ chiếc Vistom T-Rex ngoài sức mạnh khổng lồ từ loài khủng long cổ đại, kích hoạt cùng với chiếc Vistom, cả hai phải chia sẻ những đặc tính mạnh nhất của loài T-Rex. Với Revive, anh sẽ nâng cấp cặp chân của mình trở thành cặp chân của loài T-Rex. Anh có thể dùng nó để tạo ra một cú nhảy cực cao và dẫm nát kẻ thù với đôi chân khổng lồ này. Cường hóa cơ bắp từ đôi chân là điểm mạnh nhất mà T-Rex mang lại cho Revive. Còn với phần vai, anh có được lực cắn khổng lồ từ loài T-Rex đến từ gương mặt của mình, cũng như phần đuôi sẽ cường hóa thành đuôi T-Rex để có những cú quật đuôi chí mạng. Ngoài ra, vai cũng có thể tạo ra những ngọn lửa khổng lồ đến từ sức mạnh của T-Rex Vistom. Khi kích hoạt con ấn lên người bản thân, anh còn tạo ra vũ khí đặc trưng Ohin Buster 50, thứ vũ khí mang tên gọi và kỷ niệm 50 năm. Là một khẩu pháo với hình dạng một con ấn, nó giúp anh tấn công ở phạm vi tầm xa và khi chuyển dạng, nó sẽ trở thành một chiếc rìu, giúp Revive bổ đôi tất cả cái hù giảm tiến gần tới anh. Mặc dù chỉ là vũ khí cơ bản, nhưng nó thể hiện uy lực của Commander Revive vì sức mạnh mang trong người của anh là loại T-Rex. Không còn gì thích hợp hơn là một khẩu Buster chứ không phải là một khẩu súng cơ bản, và vũ khí thay vì kiếm lại chính là một chiếc rìu, thể hiện rõ sức mạnh mà Revive đang sở hữu. Để cân bằng thế cục, Vai cũng có một vũ khí riêng là Osutoderu Hammer Fisting. Đúng với tên gọi, nó là một chiếc búa nhưng với kích thước ngắn hơn, với tông màu xanh và vàng neon, biểu tượng ngôi sao ở mặt của chiếc búa. Nó là vũ khí hết sức hài hước mà Vai thường xuyên sử dụng để ký đầu cũng như thực hiện những vòng xoay tấn công kẻ thù. Khi kết hợp cả hai vũ khí này lại, nó sẽ tạo ra vũ khí thật sự Revive Slasher, một thanh gươm, thứ vũ khí đặc trưng của Kamen Rider. Mặc dù tông màu cũng khá rối rắm nhưng vẫn có màu xanh neon làm dẫn cho cả hai vũ khí. Đây là vũ khí mạnh nhất mà Revive sở hữu. Những nhát chém đầy quy lực từ Revive Cluster đã kết liễu vô vàn những tên Desmond. Điểm nổi bật về Revive vẫn chưa kết thúc vì anh còn một khả năng cuối cùng, đó là Remix. Remix cho phép Vai cũng như Revive kết hợp với nhau, ngồi lên nhau bằng những tư thế kỳ lạ nhất. Trong hình dạng Red, Vai sẽ ngồi bên dưới, Revive sẽ ngồi lên cổ của Vai để tạo thành tư thế một con T-Rex. Những bộ phận giáp cần thiết sẽ mọc ra để tạo thành hình dạng kết hợp. Trong hình dạng một con T-Rex khổng lồ này, sức chiến đấu của Revive và sự linh hoạt của anh được gia tăng đáng kể, tận dụng được tất cả những khả năng mà loài T-Rex vốn sở hữu, từ chiếc đuôi khổng lồ với cú quật trời giáng, những cú dậm chân và những cú nhảy mang sức mạnh nghiền nát tất cả mọi thứ từ loài T-Rex. Ngoài tạo hình thú vị, nó thể hiện sự liên kết giữa cả hai Rider, một hình dạng khổng lồ mà thường xuất hiện ở ban đầu phim, và đây lại là kết hợp của cả hai. Không còn gì tuyệt vời hơn với một series kỷ niệm. Đoạn tất sát của Carl Revive và Vai gọi tên Red Stamping Finish
Anh sẽ nhảy lên bầu trời với nguồn năng lượng xanh và hồng bao quanh. Cả hai Rider sẽ ra một cú Rider Kick với một con ấn khổng lồ hiện ra giữa đôi chân của mình, đóng thẳng con ấn này vào người kẻ thù và kết liễu chúng. Sau đó Vi sẽ thực hiện một vài câu nói nhảm của mình để tiễn biệt kẻ thù.